mình biết rồi, công nhận trò đó vui thiệt đó. Minchi à, chúng ta ăn bánh gạo cay không? Ý kiến đó rất hay. Chanu Minchi, các bạn đang đi đâu vậy? Chút nữa phải đi học thêm nên bây giờ tụi mình muốn đi ăn bánh gạo cay đó. Muốn đi chơi điện tử với mình không? Khu trò chơi điện tử ở đằng kia kìa, vừa có trò chơi mới vui lắm á. Bạn đi đi, mình không có tiền để chơi đâu. À, có phải trò Burger Burger không? Trò đó vui lắm luôn á. Bạn chơi trò đó rồi hả? À, mình đã chơi một lần rồi. Mình nghĩ là bạn sẽ thích nó. Bạn có muốn chơi thử không, Shadu? Nếu thích thì chúng ta chơi dài dán đi. Cũng được, nếu bạn thích thì chúng ta cùng chơi. Nghiện chơi điện tử. À, trò Burger Burger. Minchi à, bạn muốn cùng đội với mình không? Mình muốn cùng đội với Shadow à. Được thôi, vì mình thật sự cũng không. Không có vui, chỉ thấy đau tay thôi à. Hay là mình thử chơi trò này xem sao. À, thua rồi. À, tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Hai đứa mình cũng vậy, nhưng mà không biết Shadu chơi xong chưa nữa. Chạy nhanh lên đi. Hay lắm. Chạy nhanh lên. Lên nhanh lên. Shadu à, bạn đã chơi xong chưa? Tụi mình còn phải đi học thêm nữa đó. Một chút xíu nữa thôi là mình thắng rồi. Mình thấy Shadu mê quá rồi. Chúng ta phải đi thôi, nếu không trễ giờ đó. Đúng rồi đó. Don Don à, bạn hãy đi học thêm đi. Còn bạn Minchi à, đi trước đi. Mình chơi một ván nữa sẽ tới liền ha. Cái gì, bạn chơi nữa hả? À, bởi vì trò này hay hơn là mình nghĩ. Mình chơi thêm một ván nữa thôi. Xin lỗi nha, xin lỗi. Thôi vậy thôi được rồi, khi nào về nhà mình sẽ gọi cho bạn. Được rồi, hẹn gặp bạn sau nha. Chơi một ván nữa thôi. Lớn. Không biết mình đã học bao lâu nữa, mệt thiệt á. Thôi mình đói bụng quá. Châu Gia Du, không được nghi vậy đó. Mình sắp giành chiến thắng và lấy được cúp vàng rồi. Cũng là do mình đã cố gắng hết sức. Đi đây, của chị mà. Của đây. Nó là của chị. Đi đây. Đừng tự đi. Hãy ra ngoài giải quyết. Cha đù ơi, chị Mimi muốn lấy tiền của em kìa. Chị hãy lấy chị ấy đi. Chị nhìn thấy nó ở trên sàn nhà trước mà. Đưa đây cho chị. Em đang bỏ vào ống heo thì tự nhiên nó bị rớt ra chứ bộ. Chuyện bỏ ống heo. Em trai à, chị chỉ lấy 50 won thôi. Chị thật sự xin lỗi. Ôi trời đất ơi, nếu nó không có ở nhà con thì nó ở đâu được chứ. Cô đã tìm Shadu ở khắp mọi nơi rồi nhưng mà không thấy. Chị không biết là bác đã tới tìm Shadu ở chỗ đó chưa? Chỗ đó là chỗ nào? Nhanh lên nào, nhanh lên nữa đi. Đúng rồi đó. Nhanh lên nữa đi. Tốt lắm. Nhanh lên nữa đi. Bộ con bị mất trí rồi đi. Sao hả? Nhanh lên nữa. Sao con dám bỏ đi học thêm và còn lấy tiền của em đi chơi cái trò vô bổ đó nữa hả? Shadu à, mẹ bạn giận lắm hả? Cũng vì mẹ bạn lo quá nên mình phải nói ra chỗ đó thôi. Vậy thì Shadu à, chút nữa sau khi học xong tụi mình sẽ đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ đãi bạn. Thiệt hả? Minchi à, bạn có thể cho mình mượn tiền có được không? Thay vì đi ăn món bánh gạo cay. Hả? Yeah, tối hôm qua mình gần giành được cúp vàng rồi. Lúc đó chỉ cần chơi dài dán nữa thôi. Không ngờ mẹ của mình lại tới lôi mình về. Shadu à, bạn bị sao vậy?
Bạn khiến mẹ bạn giận như vậy chưa đủ hay sao chứ? Mình chỉ cần chơi 3 gián nữa thôi à. À không, 2 gián nữa à. Tất cả cũng lỗi tại mình đã dẫn bạn đi chơi điện tử. Lẽ ra chúng ta nên đi ăn bánh gạo cay thì sẽ không sao rồi. Ninja à, bạn không cần phải hối hận đâu. Chỉ cần cho mình mượn tiền thôi. Cái gì chứ? Bạn đừng có mơ, còn lâu mới cho bạn mượn tiền á. Không cho mình mượn thiệt sao? Mình đã nói là chỉ chơi vài gián nữa thôi mà. Vậy mà bạn không chịu giúp mình. Bạn bè vậy mà được sao hả? Vậy thì mình không thèm nữa đâu. Nè, Chandu à, bạn đi đâu nhở? Mặc kệ mình đi. Chandu à. Một chai thì sẽ bán được 10 won. Vậy thì 10 chai sẽ bán được 1 gián. 20 chai thì được 2 gián. 30 chai thì được 3 gián. Nè Chandu, bạn đang làm gì ở đây vậy hả Chandu? Sơn Hun à. Chandu, mặt bạn bị sao vậy? Bạn bới rác nhà mình làm gì vậy? Rác nhà Sơn Hun hả? Ôi trời đất ơi, mình đang làm cái gì vậy chứ? Chandu à, mày làm cái gì vậy chứ? Đúng thật là ngốc mà. Chỉ một chén nữa thôi. Mình bị cái gì vậy? Không được. Có ai ở nhà không? Dạ anh muốn tìm ai? Chuyện là như vậy. Có cô bé này đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu chúng tôi trói cô bé lại đó. Cái gì? Trời Chandu, dạo này con bị làm sao vậy? Cô bé không bị làm sao hết. Cô bé nói hãy trói cô bé vào cột, bởi vì không thể dừng chơi các trò chơi điện tử được. Sao cái gì chứ? Trời Chandu, sao con không chịu nghe lời của mẹ hả? Con sẽ biết tay mẹ. Mau lại đây. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên. Tôi mong hai ông bà hãy bình tĩnh lại. Đây là do quá nghiện trò chơi điện tử nên bị mất tự chủ thôi. Tôi biết một nơi có thể giúp cô bé. Chúng ta nên đưa cô bé đến đó. Ba mẹ ơi, hãy mau đưa con tới đó đi. Con muốn hết bị nghiện chơi điện tử. Nó sẽ làm tiêu tan đời của con mất. Ôi trời ơi, hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mà không biết nơi đó có thể giúp được Chandu hay không vậy? Đưa con tới, con không muốn mình bị như vậy nữa đâu. Con biết mình đang nói cái gì hay không hả? Chào mừng đến trại rèn luyện. Được rèn luyện ở đây các em sẽ trở nên khỏe mạnh và sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn. Các em hiểu chưa? Dạ. Tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Các em sẵn sàng chưa hả? Dạ, tụi em đã sẵn sàng rồi. Kỳ lạ thiệt đó, rõ ràng mình vừa thấy cái gì đó. Tiếp theo, vượt chướng ngại. Đây là bài rèn luyện khó nhất. Các em cần phải vượt qua các chướng ngại vật. Nào, nhóm thứ nhất hãy chuẩn bị tất cả vào vị trí. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát. Cái gì vậy? Sao hắn lại ở đây chứ? Người muốn thách thức ta có đúng không? Được rồi, vậy thì hãy xem đi. Ôi trời ơi. Nhanh lên một chút nữa. Nhanh lên một chút nữa thôi. Chandu ơi, em có sao không? Rõ ràng hắn ta mới ở đây mà. Nè Chandu, em nói ai vậy hả? Không có ở đây, vậy nghĩa là mình đã thắng rồi. Hả?
Ôi trời. Cha Đu à. Cha Đu à, nhìn con ổn hơn trước nhiều lắm rồi. Con đã hết nghiện trò chơi điện tử rồi chứ Cha Đu. Em Cha Đu đã hoàn thành các bài luyện tập một cách rất xuất sắc. Con cảm thấy rất vui vì con đã hết nghiện. Con gái à, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên con Ngân không nói nữa vậy? Hắn ở sau lưng ba mẹ kìa. Ôi trời ơi, mẹ có thấy gì đâu. Hắn ta kìa. Hắn ta trở lại, nhưng con thắng hắn rồi mà. Không thể như vậy được. Cha Đu à, em hãy bình tĩnh lại. Bắt buộc phải dùng phương pháp này chứ không còn cách nào khác. Dạo này bạn có gặp Cha Đu không? Không có. Nghe nói bạn ấy phải đến trại rèn luyện sức khỏe gì á. Không biết tới khi nào mới quay về. Chơi nữa. Mình muốn chơi nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng của mình. Về thôi Cha Đu à, chơi xong rồi có phải không? Dạ rồi thưa mẹ. Tuyệt lắm. Và từ đó mình không bao giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Lớp mở sách giáo khoa trang 12, các em sẽ thấy một phần của bài học về cách cư xử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần này nha. Hả? Là ai đã làm? Là cho Cha Đu đó con. Lại là em nữa sao? Em cũng biết là không được ăn trưa trong giờ học mà. Xuống cuối lớp đứng. Tại em thấy đói bụng nên mới ăn sớm một chút thôi, em xin lỗi cô. Ngay cả khi đang đói thì em cũng phải tập trung vào bài học trên lớp chứ. Đi xuống cuối lớp đứng cho cô. Dạ. Bà nội thật đáng sợ. Trời ơi mẹ ơi, mẹ lên chơi với tụi con là vui rồi. Sao lại còn xách nhiều đồ lên như vậy, làm gì cho mệt hả? Tụi con đi học về rồi. Mấy đứa con mau vô chào bà đi, nhanh lên. Bà nội mới lên chơi đây nè. Ôi trời, mấy đứa cao bé bỏng của bà lớn nhanh quá. Dạ, tụi con chào bà mới lên. À, bụng con no căng rồi nè, không thể ăn thêm được. Con cũng ăn no rồi. Con nữa. Mẹ ơi, tụi con có thể ăn bánh mà bà đem lên được không? Trả lời cho mẹ, mấy đứa đã ăn xong hết chưa vậy? Dạ xong rồi. Wow, đây là bánh vị dâu yêu thích nhất của mình. Nhìn nó hấp dẫn thiệt á. Nói cho bà nghe xem, ba đứa các con đang làm gì với cái bánh kem vậy? Dạ, tụi con đang muốn ăn bánh. Nhưng mà các con không thể ăn bánh kem trước khi ăn xong bữa tối, như vậy không tốt. Con ăn xong bữa tối rồi mà bà. Con cũng vậy. Chúng ta cùng kiểm tra nha, để bà coi trong chén của Cha Đu còn bao nhiêu hộp cơm. 1, 2, 3, 4. Cha Đu, chén con còn nhiều quá. Con có chắc là con đã ăn xong buổi tối chưa? Đó chỉ là... Con vẫn còn nhỏ, phải cố gắng thay đổi để không hình thành một thói quen xấu. Các con có thể ăn bánh để tráng miệng sau khi ăn xong bữa tối có được không? Dạ được. Mau qua đây đi các con, chỉ cần các con ăn hết cơm trong chén của mình là có thể ăn bánh được rồi. Trời ơi Cha Đu, mẹ luôn nói con phải ăn hết cơm ở trong chén của mình mà, sao không chịu nghe lời? Bà ơi, con muốn phải được ăn bánh kem ngay bây giờ. Nếu như con cứ như vậy bà phạt con đó. Con đã lớn rồi, con sẽ chọn ăn bất cứ thứ gì mà con muốn. Trời
trời cha đu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Cha Đu à, hôm qua có chuyện gì vui không kể cho mình nghe chứ? Bà nội của mình lên chơi và tặng cho mình thêm mấy nếp nhăn đó. Tại sao? Bà không ngừng cằn nhằn mình, không có lúc nào là bà chịu để cho mình yên hết. Nhưng nếu bạn không ăn hết những thứ trong hộp cơm trưa của mình, bạn sẽ gặp rắc rối đó. Á, Minchi à, cơm trưa của bạn có xúc xích nữa hả? Đó là món mà mình thích nhất luôn á. À, thật sao? Vậy bạn ăn chung với mình đi. Bạn cảm ơn nha Minchi à. Bạn là người bạn tốt nhất của mình. Con đã về nhà rồi. Mẹ đã nói là không được quăng hộp cơm rồi mà. Ôi trời, con bé chừa đậu lại nữa rồi nè. Có chuyện gì vậy mẹ cha đu? Con bé cha đu nhà mình kén ăn quá mẹ ơi. Cứ hễ nó không thích ăn cái gì là nó chừa lại cái đó. Không thể để chuyện này tiếp diễn. Mẹ muốn làm gì nó? Thôi con chúc mẹ may mắn nha. Cảm ơn con. Trong nước mắt của tôi lộ bao quá. Mấy đứa nhóc kìa, lập tức tắt tivi cho bà. Tại sao vậy? Anh ấy là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện giờ đó bà. Tắt tivi đi, bị rơi xuống hố lửa sao không biết leo lên mà còn đứng đó la hét. Nếu các con cứ tiếp tục coi những thứ này, chắc chắn tương lai các con cũng sẽ rơi vào hố lửa. Siêu robot cây. Không được, mấy con quái vật này mang theo những chiếc sừng ma quỷ. Bà phải cứu các con khỏi hành động bạo lực có ý nghĩa này. Chuyển. Không được, cũng không được luôn. Không được, thật sự là quá loạn. Đây chính là âm thanh của quê hương bạn. Âm thanh này phát ra từ một con suối ở Gerigen, tức là Nam Luân. Đúng rồi, chính là nó. Các con thường xuyên xem cái này sẽ có tâm hồn thanh tịnh và hạnh phúc. Các cháu của bà sao rồi? Biến hình, siêu robot K. Bà nội kia. Không phải bà đã nói là các con phải có chương trình lành mạnh sao? Tại vì... Cha đồ, con lập tức tắt tivi cho nội. Nếu muốn trở thành cô gái tốt thì phải nghe lời bà. Dân danh công lý, siêu robot K tiến công. Có vẻ như bà đang gặp được đối thủ của đời mình. Bà không biết có nên thử phương án cuối cùng với cháu gái mình hay không. Con có biết con đã sai cái gì chưa? Bà nội ơi, cởi trói cho con. Cởi trói cho con đi mẹ. Bà không thể nhắm mắt làm ngơ khi trong nhà có một đứa trẻ không biết cách cư xử. Không ngờ cái đai lưng của mình lại hữu ích đến vậy. À, con không phải siêu nhân nên không thoát được đâu. Cha đu, đứng lại đó. Con không thích, con sẽ ra ngoài tìm người cởi trói giùm cho con. Bà đã nói là đứng lại. Con bé có thể trốn ở đâu chứ? Cha đu à, cho bà xin lỗi. Giờ chúng ta về nhà nha. Con không thích, con sẽ không bao giờ về nhà nữa. Ba mẹ con đang ở nhà mà, tại sao lại không về chứ? Bởi vì có bà nên con mới không muốn về nhà đó.
Shadow à, con thật sự ghét bà vậy sao? Đúng vậy, con ước gì bà biến mất và không xuất hiện nữa. Shadow à, bà làm những điều đó cũng là vì muốn tốt cho con mà. Mẹ ơi, khuya lắm rồi, mẹ cũng nên đi ngủ đi à. Mẹ không sao, con cứ ngủ trước đi, lát nữa mẹ ngủ. Ôi, mẹ thiệt là. Con đã đưa bà ra ga rồi, con cần tìm bà có chuyện gì không con? Dạ ga, bà thật sự sẽ về hả mẹ? Yeah, tự do rồi. Nghe tin bà đi về mà con vui tới như vậy luôn hả con? Dạ phải, con sẽ không bị càm ràm và muốn coi gì cũng được. Con biết sao bà nội nghiêm khắc như vậy hay không? Đó là vì bà của con từng là giáo viên dạy lễ nghi trong suốt một thời gian rất dài. Bà nội từng là một giáo viên dạy lễ nghi hả mẹ? Mẹ nói xảo con làm gì? Tuy nhìn bề ngoài bà nội hơi đáng sợ, nhưng con nên biết là bà nội thương con nhiều như thế nào. Ê, không phải như vậy đâu. Mấy đứa nhóc tụi con chỉ nghĩ rằng ai thích mình thì mới ủng hộ cho mình, có đúng vậy không? Nhưng khi con ra đời, bà nội là người đầu tiên đến bệnh viện thăm con, ôm con trong tay và bà còn vui tới mức nhảy chân sáo nữa kìa. Bà đã nhảy chân sáo luôn hả mẹ? Bà của con không quá giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nên lúc nào cũng nhìn nhăn nhó khó chịu vậy thôi. Nhưng con nên biết rằng bà rất thương con đó. Hôm qua con dầm mưa bị sốt, bà nội là người đã thức suốt đêm chăm sóc cho con. Vậy nên đừng có giữ mấy cái suy nghĩ là bà rất ghét con, đồ ngốc. Tối qua mẹ không chăm sóc cho con sao? Tại sao mẹ phải làm điều đó chứ? Mẹ cần phải đi ngủ mà. À, con đã ăn no lắm rồi. Bà làm những điều đó cũng vì muốn tốt cho con thôi mà. Bà nội ơi. Ngày hôm đó bạn Dương sắc bất tình là nắm tay của cha Đu rồi kéo sang lớp 3-4. Các bạn cũng thấy mà. Cảnh đó thật là lãng mạn. Đúng như vậy. Thái độ của Dương sắc rất là giận dữ, vì vậy bạn ấy đã kéo cánh cửa ra rất là mạnh. Trong bước ra. Lisa Trong chính là mình đây. Và thật không ngờ bạn Lisa Trong cũng là một người rất là đẹp trai. Nhưng cũng vì trong lòng đã thích cha Đu từ lâu, cho nên Dương Sách đã không lùi bước. Cho dù mọi người có nói gì thì cha Đu cũng là bạn gái của mình. Khôn hồn thì quên đi, cha Đu là bạn gái của mình. Bạn đừng có nằm mơ. Bạn nói như vậy cũng có nghĩa là bạn muốn gây chiến. Mau dừng lại đi. Mình xin hai bạn hãy mau dừng lại đi. Nếu như hai bạn đánh nhau chỉ vì mình thì chờ đã cha Đu. Phải làm sao đây? Ha 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 ha.
bạn vẫn chưa kể xong hả? Mối tình tay ba lãng mạn. Chút nữa mình kể tiếp nha. Bạn không sao chứ? Nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn. Minji à, bạn thân của mình Minji à, mình đang cố gắng để quên đi chuyện ngày hôm đó đó, nhưng không hiểu tại sao thiệt là khó, tới nỗi mình không thể nào ngủ được luôn. Sao bạn lại cứ nhắc tới hoài vậy chú? Nhưng dù sao câu chuyện đó thật sự rất là lãng mạn mà. Lãng mạn hả? Đó là do bạn nghĩ nó lãng mạn thôi. Bạn cũng có mặt ở đó, sao lại có thể nói như vậy được chứ? Mình mất mặt lắm, bạn có biết hay không hả? Bạn tưởng mình làm như vậy là vì mình đó hả? Tất cả thì mình làm là vì bạn đó, biết chưa? Là vì mình sao? Đúng vậy. Tất cả học sinh ở trong trường này, từ khối lớp 1 tới khối lớp 6, ai ai cũng đều biết chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hả? Cái gì chứ, thật vậy sao? Nếu vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Ôi trời ơi, ha Minji à, mình chuyển trường đây nha, bạn ở lại ha. Dù bạn có chuyển trường đi đâu thì tin đồn đó cũng sẽ đi theo bạn thôi à, biết chưa? Chính vì vậy, mình mới nghĩ cách biến câu chuyện hài lãng mạn rẻ tiền ngày hôm đó thành một câu chuyện tình cảm tay ba phức tạp nhưng cực kỳ lãng mạn luôn. Và nói một cách khác, trước khi quá trễ, mình đang che giấu chuyện của bạn bằng phiên bản chuyện của mình. Xin bạn hãy tha thứ cho mình, thật sự mình đã quá nông cạn rồi. Đứng lên đi bạn thân của mình, tình bạn của hai chúng ta là mãi mãi. Mình cần phải làm gì đây? Bạn mau nói đi Minji à. Chadu à, bạn cứ là chính mình thôi, cũng giống như là bây giờ nè. Minji à, bạn đúng là... Việc còn lại để mình giải quyết. Ngon quá, cho mình cắn miếng. Nè, cái gì kìa? Và Dương Sóc với hơi thở hỗn hển đã xuất hiện. Rồi sau đó tiến tới Shadow nắm lấy tay bạn ấy và kéo đi theo mình. Dương Sóc à, hãy đi chậm lại thôi. Nó đuổi theo họ. Có mau đứng lại hay không? Không, đây là... Ta đã bắt được các ngươi rồi. Dương Sóc à. Minji à. Dương Sóc à. Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có mặt ở đó chứ? Bạn hở rốn kìa. Minji à, bạn về nhà một mình nha. Vì hôm nay mình cần phải đi mua một vài thứ lặt vặt cho mẹ của mình. Mình có thể đi cùng với bạn à? Minji à, không cần đâu. Bạn là tiểu thuyết gia, vì vậy cần phải tập trung để viết ra một câu chuyện thật là hay. Phải ra đưa à, hãy tin ở mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Công nhận là đi học về có một mình buồn thiệt đó. Đúng rồi, mình cần phải tập trung gì ra đưa. Hãy tập trung đi nào. Vậy là lúc đó ra đưa và vui sức ở vách núi. Minji, chờ ở đây. Sao mình cứ có mặt ở trong chuyện hoài vậy? Phải cẩn thận. Bạn không sao chứ? Vô sức à. Bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Phải cẩn thận chứ. Có chỗ nào bị đau không? Trời.
Dương Sắc đã có mặt để cứu mình. Ôi trời đất ơi, mình bị sao vậy? Nè, mình ăn phần mì có bánh gạo cay được không? Được thôi. Đã quá à, hôm nay mình thiệt là may mắn. Nhưng mà sao bạn không ăn? Hả? À được rồi, mình sẽ ăn liền mà. Thôi đi, bạn không nên làm như vậy đâu mà. Hả? Sao bạn lại ích kỷ với một cô gái tội nghiệp như mình vậy? Là của... Bạn phải nên biết cách cư xử một chút đi. Thiệt tình, sao lần nào đi ăn bạn cũng không đem theo tiền hết vậy? Đó là bởi vì mình không có tiền. Nhưng mà bạn của mình lúc nào ở trong túi cũng có nhiều tiền hết. Nhưng đâu có dư trả cho bạn. Shadow à? Cao, các bạn cũng tới đây ăn hả? Minchi đi ăn chung với Yunsuk kìa. Minchi sao? Đúng rồi, hai bạn đang làm gì ở đây vậy? Thì ăn chứ còn làm gì. Tại vì hôm nay tự nhiên bạn Minchi mời mình đi ăn á. Ủa? Cái gì sao Minchi lại mời bạn đi ăn? Có lẽ tại bạn ấy thích mình thôi. Nè Yunsuk à, tại sao bạn lại nói như vậy chứ? Chadu à, tại cái chuyện này là gì? Thì ra bạn Minchi thích bạn. Mình thấy hình như là Shadow cũng có vẻ rất thích Dương Sức. Ôi trời ơi, trời ơi, làm sao giải thích với bạn ấy đây? Shadow, bạn tới rồi. Sự thật chuyện ngày hôm qua là... Bạn không cần phải nói gì hết. Bây giờ mình thật sự không hề muốn nói chuyện với bạn một chút nào. Phải làm gì đây? Chắc là bạn ấy đang giận lắm. Hôm qua trong quán, tụi mình cũng có mặt để chứng kiến sự việc xảy ra. Cho nên tụi mình mới dám mạnh dạn kết luận là Minchi đã dùng tiền để cướp Yunsuk khỏi tay Chadu. Thật vậy sao? Không thể tin được. Theo như những gì mà họ đã ăn hôm qua, có vẻ hai người họ thật sự quen nhau đó, đúng không? Đúng vậy, họ đã gọi món bánh gạo cay với một phần mì. Vậy là rõ ràng rồi. Bánh gạo và mì? Sao Minchi có thể làm như vậy? Ăn nó cho cẩn thận. Thật sự chuyện không phải như vậy đâu mà. Là chị hôm qua vừa sức đã. Shadow à. Vậy, bạn nói Shadow ghen với bạn sao? Đúng vậy, bạn nên tới gặp và giải thích cho Shadow hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới được. Nghĩa là Shadow cũng thích mình phải không? Theo mình thì hình như là vậy. Thiệt hả? Hiện giờ bạn ấy ở đâu vậy? Hả? À nè, cho Shadow. Không cần phải ghen đâu. Thiệt ra mình và Minchi không có gì với nhau hết. Người bạn gái mình thích là bạn. Trời ơi. Nè Yunsuk à, bạn có sao không vậy? Bạn đùa với mình có đúng không? Mình không hề ghen tị với Minchi một chút nào hết. Mà là mình giận vì Minchi đã mời bạn đi ăn bánh gạo mà lại không thèm mời mình thôi. Hả? Bánh gạo sao? Đúng vậy đó. Hai bạn đi ăn mà không chịu rủ mình gì hết. Bạn biết rõ là mình thích ăn bánh gạo cay đến như thế nào mà. Trong khi hôm đó mình phải chịu mất mặt để cố năn nỉ Đôn Đôn mua bánh gạo cay cho mình. Thêm mấy món chiên và món dồi nữa. Mình xin lỗi Shadow. Tất cả là lỗi của mình. Vì mình đã không chỉ hiểu bạn. Chút nữa tan học tụi mình đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ mua cho bạn những gì mà bạn thích. Có được không? Mình sẽ được ăn món dồi và mì có đúng không? Dĩ nhiên rồi. Món gì cũng được hết. Minchi à, Shadow à, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau mãi mãi. Chúng ta ăn khoai lang và trứng luộc nữa nha. Dĩ nhiên rồi. Để coi coi. Ba ơi ba, xin chào buổi sáng. Mình cần được yêu thương.
Làm sao ba biết được? Giờ ba không thể đọc được bất kỳ bài báo nào hết trơn á. Hả? Ngay cả truyện tranh yêu thích của con cũng mất luôn rồi. Ôi trời. Sao anh không ở ngoài phòng khách và đọc tờ báo ngày chủ nhật của mình đi? Nó chẳng có gì để đọc hết trơn. Mình không thể nào cắt giảm bất kỳ chi phí nào trong tháng này nữa hết. Em sẽ cắt giảm tiền xài tháng này của anh một chút đó nha. Tiền xài của anh? Tại sao lại phải làm như vậy? Lẽ ra em nên tiết kiệm hơn mới đúng chứ. Anh đang nói cái gì vậy hả? Em đang nhức đầu vì chuyện tiền nông đây nè. Anh hãy nhìn vào đây thử đi. Nè, anh phải xem cái gì đây? Không có gì ở trong đó hết. Sao nó lại bị đánh như vậy chứ? Em đã giết tất cả mọi thứ ở trong đây. Ai đã làm chuyện này vậy hả? Không phải anh mà. Mẹ ơi. Ai đó đã xé hết những chiếc nằm búp bê giấy của con rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ta ta. Con còn quá nhỏ để hút có biết chưa? Chỉ là để diễn thôi mà ba. Đâu phải là thiệt. Như vậy cũng không nữa. Mấy ngày này bằng một cách nào đó có người đã xé hết tất cả mọi loại giấy tờ ở trong nhà của chúng ta. Ai có thể làm được chuyện này vậy chứ? Là tên trộm sao? Sao con lại hỏi ngược lại ba mẹ? Con nói là sẽ tìm ra được mà. Nhưng mà con cần phải hỏi để mà suy luận nữa ba. Vì đó có thể là một trong số chúng ta. Gì chứ? Không phải em đâu nha. Mimi không thể làm được việc đó. Con có thể làm chứng. Em ấy luôn ở bên cạnh con. Còn mẹ thì trước giờ mẹ vẫn luôn là người ghét ba đọc báo vào mỗi buổi sáng. Nên mẹ đã làm như vậy có đúng không? Ủa? Nhưng nếu mẹ làm thì tại sao mẹ lại xét cuốn sổ chi tiêu đó làm gì? Đúng rồi ha. Mẹ rất kỹ lưỡng về tiền bạc mà. Vì vậy có lẽ... Sao lại nhìn ba? Có thể ba biết mẹ sẽ cắt giảm tiền xài, cho nên ba mới cố tình làm ra chuyện này. Nhưng mà làm sao mà ba biết chuyện đó được? Và tại sao ba lại xét tờ báo mà mình thích chứ? Như vậy cũng đúng ha. Con đã tìm ra manh mối rồi. Manh mối hả? Nếu như nhìn những vết rách thật là kỹ càng và cẩn thận thì chúng ta có thể nhận thấy chúng đều bị ướt hết. Từ mùi của chúng phát ra thì đây chính là nước bọt của con người. Nước bọt? Điều đó có nghĩa người đó phải chảy nước bọt rất nhiều. Và vì vậy chúng ta có thể kết luận tên thủ phạm đó không thể là người đang ở đây. Thủ phạm! Không được động đậy. Mimi à, mau bắt giữ Barbie lại đi. Con hãy thôi đi, vậy là đủ rồi. Con trai à, con đang làm gì đây vậy? Con ăn hết tất cả số giấy này hay sao? Em ấy chính là thủ phạm, cần phải bắt giữ. Không được, con muốn ăn giấy nữa mà. Barbie bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn ăn giấy chứ? Cái gì vậy hả? Đây là sách giáo khoa của con mà. Phải làm sao đây? Còn phải làm bài tập nữa. Trời đất ơi. Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Phải rồi, anh nhớ đã từng thấy những chuyện giống như vậy lúc trước. Anh thấy khi nào chứ? Cách đây vài năm, khi Mimi vừa mới được sinh ra. Vào lúc đó, Chadu có vài biểu hiện rất là lạ. Mimi à, con không thể uống sữa hoài như vậy được. Đúng như vậy đó. Hãy lớn nhanh lên để con có thể ăn cơm với cả nhà. Chứ 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 chứ. Mắt cá đâu rồi? Và kể từ ngày hôm đó, Chadu bắt đầu chỉ ăn toàn làm mắt thôi. Từ đó con nào cha đuôi cũng chỉ có ăn mắt. Không biết là bây giờ cha đuôi có còn nhớ chuyện đó hay không. Thật sự là con không nhớ gì hết á. Sao chị ấy làm như vậy chứ? Cha đuôi làm như vậy là vì cảm thấy mình bị bỏ bê. Bị bỏ bê là sao hả ba? Khi một đứa trẻ không cảm nhận đủ tình cảm từ gia đình thì nó sẽ làm những điều kỳ lạ nhằm mục đích gây sự chú ý. Barbie làm vậy là do có cảm giác bị bỏ bê sao ba? Ừ. Không thể nào.
Papi và con mới là người bị bỏ bê đó ba. Bởi vì mẹ luôn mua những thứ mà Papi muốn và những thứ mà Papi muốn ăn, và thậm chí không hề la Papi dù nó có xé rách cuốn sách giáo khoa của con. Sao con có thể so sánh như vậy được chứ? Chị em của con nó vẫn còn nhỏ mà. Con là chị lớn trong nhà nên phải rộng lượng với tật xấu của Barbie như vậy mới phải. Con đã hiểu chưa? Một tật xấu hả? Có thể chữa khỏi chứng tật cho Barbie nếu như con dành nhiều sự chú ý và yêu thương. Nhưng mà nếu như chúng ta dành cho Barbie nhiều tình thương thì em ấy sẽ hết như vậy thiệt sao? Đúng vậy. Con thấy không có được thuyết phục cho lắm. Dù sao thì con cũng không thể để cho Barbie ăn sách giáo khoa của con lần nào nữa. Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Mẹ con bận làm công việc nhà rồi nên Barbie đến đây với ba nào. Tình yêu sẽ được bồi đắp khi cùng chơi với nhau. Cha cha cha. Barbie à, có vui không con? Vui lắm. Bay lên, Barbie bay lên kìa. Con đang bay. Ôi trời ơi, mệt quá đi, mình phải ngủ một giấc mới được. Ôi trời ơi, ba không chơi với con nữa hay sao? Mới có mấy phút thôi mà. Shadow à, Mimi à, đến lượt hai con chơi với em kìa. Dạ con biết rồi. Tao đứng lại ngay. Còn chạy nữa hả? Chị sẽ bắt được tụi em thôi. Đứng lại chưa? Đừng có mong mà chạy thoát nha. Em mệt quá rồi. Chị cũng mệt quá, không ngờ lại kiệt sức vậy luôn á. Không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Ba vẫn chưa ngủ nữa hả? Được rồi, ăn cơm thôi. Wow, nhìn thật ngon quá. Tất cả món này chỉ dành cho Barbie thôi. Con hãy ăn đi, Barbie à. Dạ. Con ăn xong rồi. Con ngon quá. Barbie đã ăn no rồi, chắc là nó sẽ không ăn giấy nữa đâu ha. Ôi trời ơi, mừng quá. Con nghĩ là chúng ta đã dành tất cả tình cảm cho Barbie rồi đó. Ba ơi, ba chữa hết tật cho Chadu khi chị ấy cảm thấy bị bỏ bê sao vậy? À, chuyện đó ba cũng không nhớ rõ nữa. Chadu không còn bị chứng tật, chỉ toàn ăn mắt nữa sau khi Barbie được sinh ra đời. Phải rồi, đúng là như vậy á. Vậy sự yêu thương không chữa hết tật cho con sao? Không phải như vậy mà. Cực kỳ lạ quá, sao chị Chadu lại hết chứng tật khi em bé được sinh ra vậy chứ? À, chuyện đó hả? Ba có thể giải thích cho con hiểu nè. Vì trước đây Chadu đang là trung tâm chú ý của ba mẹ, và khi Mimi con sinh ra, mọi chú ý đều dồn vào con. Chính vì vậy Chadu đã nổi giận và rồi đã ăn hết tất cả mắt để giải tỏa cơn giận. Nhưng khi Barbie được sinh ra, con và Chadu đều có hoàn cảnh tương tự nhau. Và tự nhiên sau đó, hành vi lạ kỳ của Chadu đã biến mất. Có lẽ con cảm thấy tốt hơn khi không còn cô đơn nữa. Mimi à, cảm ơn em nhiều nha. Thì ra mọi chuyện là vậy hả? Hả? À, nhưng mà Barbie đã đi đâu rồi hả? Nó đi đâu mất rồi ta? Đang ngồi ăn cuốn sổ chi tiêu của mẹ ở trong phòng kìa. Tôi chết rồi. Mẹ đã để hết tiền của tháng sau vào trong đó. Em nói cái gì? Đó là tiền sao? Barbie đã ăn hết cả số tiền đó rồi. Ôi sao? Con không nghĩ là Barbie ăn tiền đâu. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Nè, Barbie à, sổ của mẹ ngon chứ con. Sắp giấy kế bên cuốn sổ của mẹ là những thứ mà mẹ rất cần. Con đừng ăn nó nghe. Tiền. Ủa? Đúng rồi, tiền là tiền á. Con sẽ không ăn tiền đâu, không phải là đồ ăn. Con không ăn tiền thiệt hả con? Dạ, tiền là thứ mẹ sẽ đưa. Cho con tiền đi. Cho con tiền hả? Cho con tiền đi. Tiền nhiều quá. Tiền. Barbie thật sự không cần nhiều tình yêu. Tiền, cho con tiền. Chỉ cần tiền thôi. Mimi à, em hết tiền tiêu vặt rồi có đúng không? Hết sạch luôn rồi. Vậy bây giờ thì đi kiếm tiền thôi. Đúng rồi đó, hãy kiếm tiền nào. Ăn.
시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 바란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈을 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속